Hernie, sống như thế không phải là tôi. Tôi nhận ra rằng phải sống như chính bản thân mình. Thưa quý vị và các bạn, vương miện 3 tỷ đồng đeo nặng hơn rất nhiều vương miện cũ, Hoa hậu Hernie cho biết. Mới đây, tại lễ công bố cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2019, Hoa hậu Hernie đã đeo vương miện 3 tỷ tới dự và chia sẻ về nó. Nếu có đủ tự tin làm Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam thì hãy đi thi. Để chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay, tôi không biết nói điều gì. Tôi chỉ hy vọng tất cả các cô gái hãy tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Với bản thân tôi, Hoa hậu Hoàn Vũ không chỉ là cuộc thi giúp mình được nổi tiếng, được mọi người biết đến hay có thêm cơ hội đi thi thế giới, mà thay đổi cuộc sống của tôi. Nó mang ý nghĩa rất lớn. Tôi mong những cô gái dù đang nấp ở đâu, sống ở con hẻm nào hay vùng nông thôn nào đó thì hãy tự tin bước ra đến đăng ký Hoa hậu Hoàn Vũ để trở thành người kế nghiệp tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ mang theo tinh thần chiến binh đến đây. Các bạn cứ chuẩn bị tinh thần lớn nhất là trái tim luôn hướng về cộng đồng, sống với cộng đồng. Hãy tin rằng tôi là Hoa hậu và tôi sống vì cộng đồng. Nhiều lần tôi đi siêu thị có người nói với tôi mong muốn làm bác sĩ, tôi đáp, tại sao không sống như một bác sĩ ngay từ bây giờ? Nếu bạn có đủ tự tin và sẵn sàng đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới thì hãy sống như một Hoa hậu Hoàn Vũ ngay từ bây giờ, với trái tim, tâm hồn của Hoa hậu. Vương miện 3 tỷ đồng đeo nặng hơn rất nhiều vương miện cũ, tôi thực sự rất áp lực khi làm Hoa hậu. Cái vương miện tôi hay đeo là một phiên bản khác của vương miện 3 tỷ đồng và tôi đã làm gãy nó. Đây là lần thứ hai tôi được đội vương miện chính thức trị giá 3 tỷ đồng. Tôi cảm thấy rất lung linh với chiếc vương miện này. Vương miện 3 tỷ đồng đeo nặng hơn nhiều vương miện, đấy là về mặt vật lý. Còn về mặt tinh thần, đúng là mới đầu tôi rất áp lực về việc phải học cách đi đứng ăn nói, rồi thông điệp kiểu cách hoa hậu. Tôi thực sự rất áp lực khi làm hoa hậu vì mọi thứ đều rất mới với tôi. Tôi phải cố gắng để sống như một cô hoa hậu, bước ra phải ăn mặc chỉnh chu, đi lại cẩn thận. Nhưng sống như thế không phải là tôi. Một thời gian sau, tôi nhận ra rằng mình phải sống như chính bản thân mình. Tất cả những gì mình làm, mình nói phải xuất phát từ chính bản thân. Và từ đó tôi bắt đầu sống như vậy. Tôi sống như một cô gái bình thường, có thể về quê ăn bữa cơm cùng gia đình, ngồi nhà sàn. Tôi không còn thấy sức nặng của vương miện đè lên mình nữa. Tôi là chính tôi. Quan trọng hơn cả, trái tim tôi được hướng về cộng đồng. Đó là điều tuyệt vời. Tôi đã được trải nghiệm, lớn lên và gặp gỡ mọi người. Thấy những người đối diện tôi gặp được hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Vì thế, những suy nghĩ, gánh nặng, áp lực ban đầu nhẹ dần đi. Tới ngày hôm nay, tôi cảm thấy ổn. Hoa hậu Hoàn Vũ thay đổi mọi thứ về tôi, cả về vật chất. 2 năm làm hoa hậu của tôi có nhiều thú vị lắm. Tôi tự hứa rằng tới ngày trao vương miện sẽ không khóc, nhưng cuối cùng vẫn rơi nước mắt. Trong lúc ngồi trên xe, tôi cảm thấy rất hồi hộp. Tôi sợ lắm, tôi không biết 2 năm vừa qua như thế nào. Thời gian quá nhanh để mọi thứ kết thúc. Tôi không biết phải làm gì, nói gì với các em mới để truyền cảm hứng, chia sẻ cho các em, sao cho ra dáng đàn chị. Hoa hậu Hoàn Vũ có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời, gia đình, thanh xuân của tôi. Nó là tất cả mọi thứ với tôi, nó thay đổi mọi thứ về tôi, cả về vật chất. Tôi không có tiêu chí đánh giá nào về các thí sinh sắp tới. Cô gái nào đẹp, có trái tim nhân ái luôn hướng về cộng đồng thì vương miện sẽ chiếu sáng lên cô ấy. Giám khảo sẽ là người quyết định. Tôi cảm thấy thời gian quá nhanh, tôi làm chưa đủ. Tôi không làm tròn tới số 80 trong 2 năm qua, còn rất nhiều thứ tôi phải làm, phải sống, phải thực hiện. Vậy mà đã hết 2 năm rồi. Tôi không có trách nhiệm với việc xã hội nhìn vào tôi mà phải trách nhiệm với danh hiệu tôi đang mang. Tôi rất hạnh phúc khi được là đương kim hoa hậu. Nó giúp tôi sống có ý nghĩa hơn, chứ sống để làm vừa lòng người khác thì khó lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.